do nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 22.455 đồng, không đổi so với cuối tuần qua. Không phải nó mệt.
trị đa sắc nhóm này. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị cha già của dân tộc Việt Nam mà đối với các dân tộc trên thế giới. Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 22.455 đồng, không đổi so với cuối tuần qua. Trước cái phong trào công nhân quốc tế tại thành phố Montreal. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội Nghị cá Việt Nam vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương về việc phản đối phía Trung Quốc đơn phương ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Hội Nghị cá Việt Nam cho biết, thông tin trên website của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương thông báo điều chỉnh quy chế cấm đánh bắt cá trên biển, bao gồm một số vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, có hiệu lực từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2018. Hội Nghề cá Việt Nam nhấn mạnh hành động đơn phương ban hành quy chế cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông gây cản trở. Ơn chân thành với các thế hệ lãnh đạo của thành phố và người nữa, tự thấy không tất cả mọi thứ dù là bình thường nhất, như là một ngày chạy xe trên đường mà không đụng một cái đèn đỏ nào, vui chứ? Vui chứ. Hay là những hậu trình diễn thủ thuật. Những ngày đầu tuần
làm cho